Sách Sáng Thế Ký Chương 5. Đây là sách ghi dòng dõi Adam khi Đức Trời tạo nên loài người. Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo nên người nam và người nữ, ban phước cho họ và gọi họ là người khi Ngài sáng tạo nên họ. Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình dạng mình và đặt tên là Seth. Sau khi sinh Seth, Adam còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Adam sống tất cả được 930 năm, rồi qua đời. Seth được 105 tuổi, sinh Enoch. Sau khi sinh Enoch, Seth còn sống được 807 năm, sinh con trai, con gái. Seth sống tất cả 912 năm, rồi qua đời. Enoch được 90 tuổi, sinh Kenan. Sau khi sinh Kenan, Enoch còn sống được 815 năm, sinh con trai, con gái. Enoch sống tất cả được 905 năm, rồi qua đời. Kenan được 70 tuổi, sinh Mahalalel. Sau khi sinh Mahalalel, Kenan còn sống tất cả được 910 năm, rồi qua đời. Mahalalel được 60 năm tuổi, sinh Reded. Sau khi sinh Reded, Mahalalel còn sống được 830 năm, sinh con trai, con gái. Mahalalel sống tất cả được 895 năm, rồi qua đời. Reded được 162 tuổi, sinh Enoch. Sau khi sinh Enoch, Reded còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Reded sống tất cả được 962 tuổi rồi qua đời. Enoch được 65 tuổi, sinh Methuselah. Sau khi sinh Methuselah, Enoch đồng đi với Đức Chúa Trời 300 năm, sinh con trai, con gái. Enoch sống tất cả được 365 tuổi. Enoch đồng đi với Đức Chúa Trời, rồi biệt tâm vì Đức Chúa Trời đã đem ông đi. Methuselah được 187 tuổi, sinh Lamech. Sau khi sinh Lamech, Methuselah còn sống được 782 năm, sinh con trai, con gái. Methuselah sống tất cả được 969 tuổi, rồi qua đời. Lamech được 182 tuổi, sinh một con trai, đặt tên là Noe và nói, đứa con này sẽ an ủi ta về công việc ta và sự nhọc nhằn của bàn tay ta, vì đất đã bị Chúa rủa xả. Sau khi sinh Noe, Lamech còn sống được 595 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Lamech sống tất cả được 777 tuổi rồi qua đời. Noe được 500 tuổi, sinh Sem, Cham và Japheth.